là tên đầy đủ của em là gì? Mất uy tín. Keo bên anh á là toàn là màu chen không á, là màu hot nhất bây giờ. Bữa giờ em chỉ biết tiệm anh qua TikTok thôi, nay mới thấy ở ngoài đời, đúng là mở mang tầm mắt. Em đang tính mở một chi nhánh mới ở dưới miền Tây, chắc em sẽ lấy số lượng lớn. Em nhập số lượng lớn hả? Trời, số lượng lớn càng dễ nữa. Bên anh cung cấp số lượng lớn nha, là chiết khấu cao, ưu đãi nhiều. Còn mà chất lượng hay mẫu mã thì đa dạng rồi. Em còn alo anh chuyển xuống dưới liền. Trời, bà con dưới mà dán một cái hả, ai cũng khoái, ai cũng thích. Người này đồn người kia kéo qua bên em dán cả đống luôn á. Đó. Anh lên đơn cho em đi. Ok ok, đợi anh, đợi anh. Thì giờ mình lấy trước một màu qua cụ ha. Okay. Nào em cho anh xin cái tên để anh nhập vô hồ sơ cái. Em nói tên xong anh đừng có cười em nha. Trời, cái tên mà cười cái gì? Nói đi. Em tên là Uy Tín. Uy Tín mà mắc cười cái gì? Em là phải đúng với cái tên đó. Nhìn em ngờ ngờ vậy, hào quang rực rỡ, trong khi đó sang trọng lịch thiệp. Uy Tín là đúng rồi. Cho anh xin cái họ luôn. Dạ, mất. Mất là mất, mất, mất dừa đó hả? Ở tờ ớt đó anh. Ớt là mất đi tất cả hả? Đúng rồi anh. Là tên đầy đủ của em là gì? Mất uy tín. Ôi nghe qua như sét đánh vào tai. Mất uy tín. Mà anh hỏi cái tên mình có gắn liền với cái tính cách không? Anh yên tâm, cái tên là ba mẹ em đặt thôi. Em muốn đổi tên từ lâu lắm rồi, vì nó ảnh hưởng đến cuộc sống của em rất nhiều. Mà cái này á là số lượng lớn mà ship về miền Tây á, thì em cọc trước cho anh 50% nha. Để thể hiện cái sự uy tín của em, em cọc full cha. Em cọc full. Đúng rồi. Trời ơi, em là không hợp cái tên đó đâu. Em phải là cực kỳ uy tín luôn á. Đây đây, lên đơn cho chị. Mất uy tín nhưng rất uy tín. Đó, xong rồi đó, đơn của em xong rồi đó. Giờ em cho anh cái địa chỉ đi, rồi thời gian để anh giao tới cho em luôn. Ok anh.